Như thường cả ba hôm nay mình sẽ lấy loại chuẩn là nồi chiên dầu, nồi chiên dầu 145 lít. Đây, đường kính là đây vẫn 60. Đường kính trong là 60 này. Rồi. Còn chiều cao rồi. Chiều cao đây. 50. Chiều cao 50. Chiều cao là 50 phân. Đấy. Vuông không? Đây là dùng hai thanh mây son, mỗi thanh là 4.000 W này, là hai thanh là 8.000 W. Điện là điện 3 pha. Đấy. Đây còn đây là hai chiếc nắp này. Hai chiếc điều chỉnh nhiệt độ từ 50 cho đến 300 độ này, điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy. Nồi. Nồi chiên dầu 145 lít này. Đấy. Đây là chiên dầu nhá. Đấy, chiên dầu. Chiên dầu là sẽ có cái máng này. Đây, rồi cái đó. Đây nồi chiên dầu 145 lít. Đấy. Còn đây là van xả nước, xả dầu. Đây. Đây là điện bắt này. Bắt điện đây, đây là ba nồi chiên dầu điện 3 pha. Đấu qua 2 pha. Đây. Ba dây nóng chiên dầu đây. Mọi người mua hàng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại. Có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đây. 0934 468 22 0904 43211. Website là xưởngmaythanhhoa.com, địa chỉ 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Mây so lên rồi đúng không? Đây. Lên rồi là được rồi này. Đây. Mây so đang chảy nóng lan tăn này. Là có nhiệt rồi nhá. Tôi rất là nhớ cách để ra được.